người cũng hét cũng làm thấy ghê lắm kìa. Cái má với bà cô á mới lôi tám đồ nè, em đồ nè, chạy xuống tăng xe đặng đóng cái nắp lại, không có cho ở trên được, tại vì ông về ông hầm hét dữ lắm. Cái tới xa ổng thăm rồi khoảng 2 tiếng đồng hồ, cũng như là đi vòng 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 cái chỗ mà con cọp kia nó chết á. Từ ngoài đó giờ đây mà 2 tiếng đồng hồ chưa lết tọ nổi như đó. Nó bự dữ lắm. Nhưng mà nó đen kỉnh à, nó đen mung vậy đó nghe. Nhưng mà chỉ có hai cái mồng nó, mồng con rắn lớn đực cái hang thì cao lắm. Cao như mồng con đà điểu vậy đó. Còn con cái thì nó thấp nhưng mà nó đỏ. Còn cái cặp rắn thì nó đen mung mà. Nó chỉ có hai cái đó là nó đỏ thôi. Nó vậy đó. Cái thân của nó to bằng cỡ nào? Lớn này nè. Bằng cái bắp đùi của mình hai cô tám. Ông bà đó. Ông bà là ai? Ông bà. Ông bà là chủ trì chùa. Dạ. Hai người chủ trì của chùa Lá. Hai mộ lớn đó. Cậu mộ đây thôi. Đây là hai cái tháp cao này là của mộ ông bà. Mộ ông và mộ bà. Người sư trụ trì của ngôi chùa Lá từ xa xưa. Mộ Phật cho con xin phép tiến về phía trước để con quay lại những thước phim cho bà con xem. Bọn con tụi con không có ý gì mà phạm. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy xung quanh mộ ông mộ bà thì còn rất nhiều ngôi mộ nhỏ chứ không chỉ riêng mộ ông mộ bà. Đây là bạn Nhân đã từng đến đây và thực hiện những cái video clip về ban đêm, và bạn đã một lần nghi thức em bằng bạn em bị bẻ cái bạn em bị bẻ tay nữa chân chủ cái làm gì bẻ tay đó Nhân? Là gì bẻ tay? nghi thức à? Không biết cái đó là sao, nhưng mà khi mà làm nghi thức đó là em nhìn trong cái bàn đó thấy nó là lạ. Cái thằng bạn em nó mới tò mò, nó lấy tay nó dở nó coi, sao nó bị bẻ lội như luôn rồi. Mày dở cái tay lên thì cái này đỏ chét. Thì nó nói thì giống như là cái thế lực vô hình đó, mà chặn dân săn ráo lên thì nó đỏ chét, không biết. Vì là bị dặn tay, lội tay, bẻ lội tay. Chắc phải là thì cái điều đó thì mình cũng không dám chắc chắn, thì cái đó là sự cái về tâm linh thì 100% là 50-50 thôi, nói chung là 50-50 đúng chung rồi. 100%. Ai tin thì có. Đúng rồi. Đây là cái cây me mà cô Tám nói và người địa phương ở đây và kể cả bạn Nhân đã kiểm chứng, không ai dám leo lên. Không ai dám leo lên cái cây này. Giờ vô đây còn cảm giác sợ không? Hả? Bình thường. Giống như là quen ha. Tối xíu rồi mới ghê. Là lạnh, chứ nó lạnh kỳ lắm, chứ không phải là như là bình thường ở bên ngoài mình phía ngoài khi mà mình đi từ chỗ đó mình lạnh xíu là giống như là cảm giác như là xung quanh đây có phần âm á mà mình không thể thấy được. Tại vì nó có một cái cảm giác những cái hay là nó do nó đánh vào tâm lý của mình. Nó đánh vào tâm lý của mình. Thay vì trên đó mình đi á, thì cái không khí nó ấm ấm này kia nó bình thường ha. Nhưng mà chúng đây thì nó chuyển lạnh, sang ha. Y gan là đứng trong phòng lạnh vậy đó. Ừ. Nó chuyển nhiệt độ ha. Thì theo như nghĩ thì với lại cộng với cái những cái câu chuyện mà mình nghe thì thành ra nó hòa hợp lại tạo cái cảnh chắc hơi sợ sợ đúng không? Có số điện thoại á. Hai miếng này thờ ai vậy cô Tám? Bên bà bên ông đúng không? Dạ. Bên nữ bà bên nữ ông. Biết đây là cô Tám. Dạ. Văng lên đó người ta ngủ rồi, có câu chuyện gì xung quanh cái võng không cô Tám? Rồi cái kiểu mà người ta ngủ chưa 12 giờ cái người ta gặp những cái bóng đen gì đó, cái đè người ta đó, người ta sợ người ta xuống luôn, người tới giờ không có dám lên nữa. Lâu vậy thôi. Rồi cũng không có ai không gỡ cái luôn ha? Không đâu, mười mấy năm rồi, bỏ luôn đi chứ để làm gì. Vậy là mười mấy năm cái giọng đó là mười mấy năm rồi. Đúng rồi, mà lúc má còn sống lần mà. Ủa, hình như mười mấy năm mà con thấy cái giọng còn mới lắm hả cô Tám? Không có mới đâu, con coi vậy đó mục hết rồi đó. Dạ vậy đó hả? Ừ dạ. Tại nó mình đâu có đụng phạm gì tới nó. Dạ. Nó cứ vậy hoài thì nó phải vậy rồi. Mà cũng không ai dám gỡ xuống hay sao, hay là không ai dám lên gỡ không vậy? Ai dám lên gỡ luôn.
lên một lần khó lắm anh thấy không? Mà có một cái là người ta lên chển nên nằm chơi thôi mà tới giờ có chuyện gì người ta không lên nữa. Có cái gì đó. Dạ. Ê cái giọng nè, mình nhìn rất là mới luôn á. Nhìn có vẻ như là mới luôn á. Mày nhìn nhìn sơ ngang là không có biết mười mấy năm đâu, không biết mười mấy năm đâu. Không biết có cái sự hiền vi gì ở đó không mà nhìn cái giọng rất là mới luôn á. Nếu mà theo mà nắng mưa là sẽ gách nát tan beng hết trơn hai cô Tám. Đúng rồi, nếu mà nhà của mình là nát tan beng hết. Mà vẫn còn hình hài, còn nguyên dạng. Dạ. Dạ mười mấy năm mà con nhìn rất là mới luôn. Không chắc có cái điều gì đó có người gìn giữ vậy. Mấy năm rồi đó, đúc mắt dạ. Sống lận. Dạ. Văng cái giọng lên tới giờ. Mấy cây này không ai dám leo con ơi. Cây nào cô Tám? Mấy cây này nè, người ta ít dám leo lên á. Không, sao mà người ta không dám leo cây me bình thường mà cô Tám sao người ta không? Mà ta không. Tại vì chính cây me á là cây me. Nếu mà nói về cổ thụ rồi ha. Còn nội mà nói đơn giản cây me bình thường, cây nghe bạn me tặng nó cặp chừng vài chục năm đâu lại thôi là có nhiều cái phần âm trên đó. Ừ. Nó chia đến cái cây mà cổ thụ vậy. Me này chắc cũng mấy chục năm mà. À, chào bà con. Trước mặt của bức tranh miền Tây đây là quang cảnh của ngôi chùa Lá. Ngôi chùa gắn liền với sự linh thiêng và cặp gắn có mồng canh giữ cái miếu ở ngôi chùa Lá này ở phần bên trong. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con một cái câu chuyện, đó là cặp hổ và cái cặp hổ này như thế nào. Thì bây giờ bà con cùng với bước chân miền Tây vào bên trong và nghe cô Tám kể lại câu chuyện này. Mời bà con. Thì có cặp cọp ở dưới đó đó. Rồi mấy năm trước là như cọp bạch đó là con cọp cái, còn cọp rằn là con cọp đực. Yeah. Là lúc mà con cọp bạch đó, nó đẻ không ra đó, cái đầu cái nó chết đi, cái con cọp rằn mới đào lỗ chôn cái mỗi năm là ngày 16 một năm vậy đó nghe. Ngày 16 là người ta về người ta thăm một lần. Lúc đó Tám mới có 10 tuổi à. Khi mà về đó là có mình ên cái nhà của bà cô Tám mà, bà cô của Tám đó với má Tám với tụi Tám với tụi em của Tám rồi nè. Đất yeah. Đầu hồi đó ưa cái đào cái tăng xê đó, không biết cái tăng xê không? Cái đào mà dòng nhà thì cái ấy cao dữ lắm, cho rừng không à. Ở đây sợ dữ lắm. Cái tới mà ngày mà 16 mà đêm mà ổng về là 12 giờ đêm ngày 16 đó hen. Là đó là ổng gầm gừ, ổng hét, ổng làm thấy ghê lắm kìa. Cái má với bà cô á mới lôi Tám đồ nè, em đồ nè, chạy xuống tăng xê đặng đóng cái nắp lại, không có cho ở trên được, tại vì ổng về ổng hầm hét dữ lắm. Cái tới xa ổng thăm rồi khoảng 2 tiếng đồng hồ, cũng như là đi vòng cái chỗ mà con cọp kia nó chết á, cái đi vòng đó mình thấy sáng má dẫn Tám đi hen, thì dấu chân bấy hết trơn vậy nè. Cái bắt đầu ổng nằm đó cũng như có dấu nằm luôn, tại vì má dẫn Tám đi coi mà, lúc yeah. Đó Tám mới có 10 tuổi à. Cái rồi ổng về lần nào đó là cũng phải chung xuống gì đó kìa trốn đó. Rồi, bắt đầu rồi là được thăm rồi là người ta đi rồi, tới giờ là quá trời nhà, giờ ta không có còn về nữa. Đúng ngày ngày 16 đó. Đúng ngày 16 người ta về, ngày 16 là người ta về, mà đêm 16 12 giờ đêm là ổng về tới đó. Dạ. Về mà đi gầm gừ hét dữ lắm, mà đi sát bên cái hàng rào nhà vậy nè, mà chân dấu chân nào bành vậy nè. Má sợ dữ lắm, bà cô với má sợ lắm rồi đó. Cái ở đây mồ, là không có còn, không có cái mồ của đâu có còn được, chỉ là mình biết là ở dưới là nó ngay chỗ đó là con cọp đó là chôn ở dưới đó thôi. Gần ở đây không cô Tám? Tuốt ở dưới kia là như đi xa hả cô Tám? Ừ, tuốt ở dưới. Cái câu chuyện của mình cách đây bao nhiêu năm rồi cô Tám? Cách đây hồi lúc đó Tám 10 tuổi. Dạ. Tới bây giờ là Tám 52 tuổi rồi. Mấy chục năm rồi. 40 mấy năm rồi. Gần còn nhớ năm. Tới giờ má kể. Với lời đó mình cũng lớn rồi, má dẫn đi coi cũng không biết. Nó vậy đó thôi. Cặp ông hổ. Cặp hổ. Dạ, hổ trắng là ông Bạch Hổ. Bà Bạch Hổ. Bà Bạch Hổ. Bà Bạch Hổ. Bà đẻ không ra chết. Cái một cặp rằn với chôn.
Vậy là hai mẹ con của bà Hổ nó mất luôn. Vậy bây giờ không biết ông Cập rằng còn không mà sao. Ừ, mất luôn, con cũng chết luôn. Dạ. Tại vì đẻ không ra mà. Vẫn còn nằm trong bụng của Hổ mẹ. Ừ. Tới giờ luôn rồi, lâu lắm, mấy chục năm rồi còn gì nữa. Rồi lúc đó má bà kể lại với lại mình dẫn mình đi coi đó là thôi đó. Dạ. Chứ nhớ lại có nhiêu đó là vậy thôi. Dạ. Tôi cũng cảm ơn cô Tám đã chia sẻ mấy câu chuyện hay. Cảm ơn cô Tám. Cô Tám cũng ít có ấy lắm. Cô Tám vô sớm lắm. Giờ này cô Tám không dám vô đâu. Khoảng mấy giờ là mình không dám vô cô Tám. Sáng hả? Sáng thì có khi trễ lắm rồi cô Tám 9 giờ cô Tám vô. Dạ 9 giờ sáng nha. Chiều mà trễ lắm thì cô Tám khoảng 3 giờ cô Tám vô. Còn mà cô Tám có rảnh thì cô Tám đi sớm hơn. Chứ sao? Không có 4 giờ 5 giờ cô Tám không sao, dám vô. Sao không dám vô cô Tám? Ôi ở đây ghê lắm, ghê lắm. Tám không dám vô đây. Dạ. Tối đâu. Cô Tám còn dám chia sẻ mấy cái ghê đó cho mấy con nghe không? Rồi ha, vậy cô Tám đóng cửa ha. Bắt cửa ngồi chỗ lá. Rồi, thay mặt bà con cảm ơn cô Tám và chia tay cô Tám. Chúc cô Tám dồi dào sức khỏe nha cô Tám. Dạ. Giờ mình sẽ tham quan khung cảnh xung quanh ngôi chùa lá này. Nơi hiện diện của phần âm rất là nhiều. Đến cả cô Tám người giữ chùa ở đây không dám vào. Khoảng 4-5 giờ là không dám vào. Bây giờ bước chân mình đây sẽ đi thẳng ra phía sau của ngôi chùa lá. Giờ mình đang đi một mình nha. Giờ này cũng tầm 4 giờ ở ngoài. Đây là phần phía sau của ngôi chùa lá. Thì mình cũng xin thực lại thôi ha. Thì mình nghe bao nhiêu là mình thấy và cũng như là mình biết theo cái sự hiểu biết của mình thôi. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Thì ngày trước thì mình nghe con bà Tám thì có kể lại thì khi mà người ta đi ở phía sau này nè, phía sau chùa này nè, là có cái đường đi bên đây đó. Nhưng mà là thấy phần âm rất là nhiều á, kiểu như là họ không cho mình đi cái đường đó hay sao á. Thì sau này rồi mới là đi cái có mới làm cái đường đây đặng mình đi nè. Chứ lúc trước thì cái là, đường đó hỏi hỏi chắn lối luôn hả nhân? Thì cái đường cặp bên cái chùa đó, chùa lá ha. Ờ, cặp đường bên cặp phía bên chùa đó là có cái đường đi đó, mà sau này thì người ta đi bên đây nè. Bây giờ người ta đi cái đường mòn này, lúc trước là có cái đường bên đó mà phần âm người ta hiển hậu người ta không cho mình đi, phần âm ta không cho mình đi hay là hiện cho mình thấy mình sợ hay là sao cái đó. Thì tại vì cũng nghe đã khởi nghe vậy thôi, nhưng mà nhớ thì nhớ không rõ. Tại vì em đi rất là nhiều câu chuyện cho nên là nó phải là mình chú tâm vào chỗ này nhiều đâu, cho nên là không nhớ hết. Tại vì trong cái clip thì cũng có cần chắc anh mới có coi chưa. Rồi, hiện giờ cũng ngoài 4 giờ rồi, cô Tám thì cũng đã về, cô Tám không dám ở đây nữa, chỉ còn lại mấy anh em mình. Rồi cuối cùng trong miền Tây gửi đến bà con lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương. Và nhớ là để lại cho mấy anh em mình những cái like và những cái đăng ký kênh để có động lực đi quay thật nhiều clip cho bà con xem nha. Anh Góc miền Tây và anh Nhân Vlog, anh Rốt và Nam. Tạm biệt bà con. Bye bye. Bà con. Ok.